Isikrim. Từ những năm 20 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại đã tạo ra kem bằng cách vùi chậu siro vào tuyết và muối. Qua hàng nghìn năm phát triển, kem trở nên phổ biến toàn thế giới, đến nỗi mỗi bạn nam đều sở hữu cho mình một cây kem, khiến các bạn nữ thèm khát. Mọi thứ có muốn nói như là kem. Buốt răng thế. Vì kem ở Hàn Quốc như nước mắt của các sĩ tử ôn lệch tủ trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi, thì nó nhiều và đa dạng từ hình thức đến hương vị. Loại kem này nhóm Blackpink không bao giờ ăn, vì ăn kem cá sẽ bị ca kém. Bên ngoài là một lớp bánh, bên trong là kem và có cả đỗ. Trước mùa thi các bạn sĩ tử nên ăn kem này tại vì nó ngon. Chứ có đỗ hay không đỗ đại học thì do các bạn. Kem dưa lưới, melon. Kem này rất là lạnh. Làm gì có kem nào nóng ta. Có vị dưa lưới tự nhiên, không hề bị công nghiệp. Và J97 rất thích ăn kem này. Giữ anh lại và nuôi con anh đi.